lời đầu tiên cho phép tôi người dẫn chương trình xin được gửi lời tới các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các bà, các mẹ và đặc biệt là lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, từ bao đời nay người phụ nữ luôn là hình tượng đẹp đẽ vĩ đại nhất. Đó được tôi với hoàng đức tính như đảm đang, nết na, thủy mị, giàu lòng nhân ái, hiếu thảo với cha mẹ, cần thảo với chồng con, có biết bao bài thơ, lời ca tiếng hát được sáng tác để người ca về người phụ nữ. Bởi nhờ có họ mà cuộc sống này trở nên ấm áp, ngọt ngào hơn. Trải qua nhiều vai trò của xã hội, phụ nữ luôn luôn được thể hiện vai trò tích cực của mình, đó là giỏi lòng nước, đảm việc nhà, là tấm lòng nhân hậu bao cho đất nước. Tính đến ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tròn 94 năm. Trước tình hình đó, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban nhân dân xã, Hội Phụ nữ Lạng Sòng long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Và trong không khí liên hoan của ngày hội thì sẽ có lời ca tiếng hát dành đến toàn thể quý vị. Và quý vị dành một tràng vỗ tay để chúng ta chính thức bắt đầu ạ.
tới vùng cao qua núi qua rừng. Vùng cao ở nơi lưng trời, mây bồng bềnh như tóc em bay. Ruộng bậc thang lượn quanh sườn núi, nhìn bậc thang nhìn nỗi thương tràn. Vùng cao tựa nơi tiên cảnh, nơi rừng già nở trắng hoa ban. Lửa bập bùng xe hoa em muốn, sao cần anh như ngấm men tình. Vùng cao là nơi chúng mình đã một lòng hẹn ước bên nhau. Vượt ngàn đèo cao, vượt trăm con suối, mình về vùng cao để kết duyên lành. Trời mà cùng lửa khuya mắt ai lung liếng em trao ai con yêu ơi. Đại ngàn rừng xanh ngân lên khúc hát, đại ngàn rừng xanh bát ngát hương loài. Hẹn mẹ hẹn cha một ngày lúa mới sẽ trong tiếng khen mình về bên.